kết hợp hai dòng máy chăn nuôi Takeo. Đầu tiên là máy thái mịn Takeo TK55 sử dụng động cơ xăng để băm rau bèo ra. Sau khi băm rau bèo ra thì chúng ta sẽ lấy những cái sợi rau vừa băm xong để trộn với nguyên liệu là cám. Khi chúng ta trộn đều lên sao cho độ ẩm rơi vào khoảng chừng 20-25%. Tiếp đó chúng ta sẽ khởi động máy ép cám viên động cơ xăng 65 HP và cho nguyên liệu vào ép. Khi mà nguyên liệu có rau vào thì mọi người có thể nhìn thấy cám nó sẽ có màu hơi xanh xanh. Bà con có thể trộn các loại nguyên liệu phụ phẩm như rau bèo, lục bình, các loại cỏ, lá cây, cua, ốc, cá, trộn với nguyên liệu là cám, bắp, đậu và các loại hạt để ép ra thành viên cám giàu chất dinh dưỡng cho gia súc gia cầm ăn. Đồng thời chúng ta có thể tận dụng được những nguyên liệu có ở tự nhiên xung quanh với giá thành chi phí thấp. Đặc biệt máy ép cám viên Takeo TK55B sử dụng động cơ 6,5 HP. Máy cơ động có thể sử dụng được mọi nơi, không phụ thuộc vào dòng điện. Ở những nơi điện yếu hoặc những nơi không có điện, những nơi vùng sâu vùng xa, máy nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, có hệ thống máy xe giúp đẩy đi, rất là tiện lợi. Nếu bà con có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên dưới video. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và ủng hộ hàng của Takeo. Xin chào và hẹn gặp lại.